nha. Quá khứ rồi anh ơi. À đây các bạn, thì một cái khinh khí cầu đang chuẩn bị tung cái bầu trời nữa đây. Hồi em đi đến chỗ này là em xem khinh khí cầu biểu diễn thì em thấy cảm giác như thế nào? Dạ em thấy vui tại vì tò mò từ xa tới. À vậy nha. Hồi em thấy trong này mát không? Dạ không nha anh. Rất là nóng. Thật sự là không mát các bạn. Nóng lắm luôn. Ở trong cái khinh khí cầu rất là lớn mà sáng giờ em có thấy khinh khí cầu nào bay chưa? Dạ chưa, em mới tới. À vậy ha. Ok. Cảm ơn em nha, chúc em đi vui vẻ nha. Dạ, rồi ok. Ship vô gì anh? Cái này mình ship cắt rồi hả? À đúng rồi ạ. Rồi bắt đầu mình ship từng cái dây vào. À một cái khinh khí cầu như vậy thì cái giá trị của nó. Bay được đúng chương trình là sáng bay chở khách. Dạ. Như sáng hôm qua thì chở khách mà bay rất là đẹp. Hôm qua có chở rồi hả anh? Hôm qua có chở. Một cái khinh khí cầu như vậy là khoảng bao nhiêu tiền anh, nó đắt vô không anh? Nó khoảng chừng hơn 1 tỷ. Wow. Đấy, dữ vậy hả? Rồi sáng nhận thấy kinh còn bay chưa anh? Chưa. Tại vì do những ngày gió nên chưa có bay được. À, cô luôn là gió ha. Gió thế rồi thì chúng ta có thể. À, mình đoàn mình đi đâu không anh? Mình đi gia đình à, ngoài ra chúng tôi còn có đặt quán cầu bên phía trái. Rồi khi nào mình về anh? Giờ đây thì chiều á. Đó, cho nên là không. Campuchia luôn bạn. À, kính thưa quý vị và các bạn, thì đây là cái đoạn đường mà đi vào ở trong khu gọi là chương trình biểu diễn khinh khí cầu và cũng như là diều lượn này các bạn. Thì thấy rất là đông cũng như là du khách và mọi người đến đây ha. Mời mọi người chúng ta đến đây để mà cùng xem là như thế nào nha quý vị. À, xin kính thưa quý vị và các bạn, thì hiện tại là Hoài Thương đã đến là khu giữ xe. Ở nơi đây thì mọi người thấy là hàng ngàn, hàng triệu chiếc xe. Rất là đông quý vị, bữa nay thì rất là đông du khách và cũng như toàn thể mọi người đến đây đó là hàng triệu người. Có thể nói rằng đó là một trong những cái ngày lễ 2 tháng 9 lớn nhất ở miền Tây. Và cũng như có thể nói chắc đây cũng là lớn nhất ở Việt Nam luôn rồi các bạn. Một cái lễ hội khinh khí cầu tổ chức ra với những cái chương trình dù lượng cái động cơ này kia các bạn thì rất là đông. Đây mọi người thấy ha. Đó, thì các anh giao thông phải điều tiết giao thông một cách rất là cực khổ luôn. Đây các bạn. Thì bây giờ là cỡ bây giờ ta. Bây giờ chỉ có 7 giờ 45 thôi các bạn. Thì bắt đầu là người từ ở các nơi đổ về đây khá là nhiều rồi. Chưa đến cái giờ biểu diễn á. À, mình thấy là có những cái xe Đồng Tháp, có những cái xe An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, có thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, đầy đủ hết trơn các bạn. Thì nói chung á là cái lễ hội khinh khí cầu ở Chi Tôn vào năm 2022 là chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh gọi là nước Việt Nam Dân Cộng hòa Xã hội Trung nghĩa Việt Nam các bạn. Đó mọi người thấy đây là cái biểu tượng mà của cái khinh khí cầu đây, không những là một cái địa điểm mà ở dưới xe bên kia không, mà còn dài dài bên này thì rất rất là nhiều các bạn, rất rất là nhiều.
cái điểm giữ xe đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi dài xuống dưới kia các bạn. Những cái khinh khí cầu thấy rất là to khổng lồ luôn ha, quá lớn rồi các bạn ơi. Đây cái lá cờ Tổ quốc Việt Nam thân yêu khổng lồ đó, đã được bay phất phới trên bầu trời, quá xá đẹp luôn. Đó bạn, ở đây thì người ta có buôn bán nè, ăn uống phục vụ ở đây cho du khách luôn các bạn. Những quà lưu niệm hay là thức ăn nhanh đó thì đều có phục vụ ở đây cả các bạn. Đây chúng ta sẽ bắt đầu đi dài vào thôi. Bây giờ là chưa có đông gì mấy đó các bạn. Bây giờ là chưa có đông mấy nha, tại vì chưa đến cái giờ biểu diễn. Thì hiện tại là du khách cũng đổ dần dần về thôi, có nghĩa đó là hiện tại bây giờ là chưa có đông mấy. Ồ này các bạn, ở chỗ này thì được gọi là cái sân đua bò. Nói các bạn, những cái địa điểm mà chúng ta nhìn ra cái khinh khí cầu á, nó thích hợp và lý tưởng. Một số người á, là người ta nhìn về cái hướng thích trống trải hay là như thế nào đó, thì người ta sẽ lựa chọn, tự lựa chọn một cái địa điểm riêng các bạn. Đây quá xá đông, những cái khinh khí cầu đang lần lần được thổi lên. Quá sorry. Giờ quá mưa. Ở đây một nơi dành cho ban tổ chức và cũng như những vị khách mời các bạn. Đây thì người ta đang thổi hơi vào. Alo. Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, nhân dân và du khách, chúng tôi xin rất xin lỗi vì sự cố giáo ấn quá, cho nên khi cầu buộc phải tạm thời hạ xuống và chúng tôi đang cố gắng để chờ giáo ấn sẽ bắt đầu ngay tiếp. Thưa quý vị, hôm qua thì mới rất đẹp, hôm nay thì trời đổi gió, cho nên là khi cái cầu là một loại thiết bị bay trên trời, phụ thuộc vào rất nhiều vào khí hậu. Nếu gió trên cao là trên 咱们再 xem, quá đông du khách rồi. quát
À, bên đó là một chiếc diều lượn đây, cắt cánh này các bạn. À, nhiều pilot các bạn, pilot. À, anh tàu này khá là sớm nha các bạn. À, wow. À, anh đi lót như thế hôm qua các bạn. Thì câu lạc bộ dù lượng thì cũng như dù lượng thì bữa nay chỉ là có một vài chiếc đến thôi chứ không có nhiều. À các bạn, bây giờ mình sẽ đi dài dài qua phía bên này á. Quá đông luôn rồi. Ở đây là một cái chiếc, một cái kinh khí cầu. Mình thấy là nó tới hai cái vòi phun lửa vậy các bạn. Cái người chơi phải biết điều khiển nó thôi nha. Quá xa đồng. Ở đằng trước này thì mọi người thấy là nó có một cái đang đưa lên nè. Quá đông rồi các bạn ơi. À, chú cho hỏi chú mình là du khách ở đâu chú? Chú ở Chị Tôn. À, Chị Tôn là mình đến đây là mình xem cái khí cầu này là ở đây tổ chức, là mình thấy sáng tới giờ là như thế nào chú? Bình thường mà đây rất là đông vui. Dạ vậy ha, đông vui ha. Dạ. À, quá thật sự ra là con thấy chắc từ đây mà tới cái lúc mà biểu diễn là khá là người đổ lại nhiều nữa đó. Ở ngoài thường đã đi vô quá là kẹt xe. Dạ vậy ha. À, mà chú thấy những cái khung khí cầu này á, là hồi đó thì chú có gặp ở ngoài lần nào không hay là mới gặp lần này thôi? Chú có gặp rồi, tôi đi xem rồi. Dạ. Để chở con gái đi cho nó biết. Dạ vậy ha. Rồi chúc cho tụi mình đi vui vẻ nha chú. Dạ dạ. Dạ dạ. À, mình sẽ đi dài ra trước luôn nha các bạn. Độ chắc của miền Tây. Mình có thể bước vào trong này luôn các bạn ơi. Ở ngoài nói chuyện lớn như lắm, nó không có nghe rõ. Sắp bay, sao nó sắp bay? Chú cho hỏi chú mình là nhiếp ảnh gia gì chú? Thì nói chung là chú chụp lâu ra mày cũng sao nghe được đó. Dạ vậy nha. Mình thấy cái chương trình biểu diễn dù lượng hôm nay là như thế nào chú? Thì tôi nghĩ đầu là lần đầu tiên về đồng bằng sông Cửu Long thì bà con cũng háo hức về đây rất đông. Dạ dạ. Cái mô hình này lần đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long. Dạ vậy nha. À, chú thấy sáng thì bà con đến đông không chú? Rất là đông á. À vậy nha. Đó chú có thấy là nãy giờ là lúc bà con lại rồi mà bây giờ vẫn thấy là bà con hồ hạt đổ về á. Quá vui luôn nha chú ha. À, chúc chú chụp được chuyện tấm ảnh thật là đẹp nha. Rồi, chúc con là làm những clip thành công nha. Dạ. Chào bà con mình. Rồi, xin chào chú.
À các bạn, mình đang đứng là ở trong trên phía cầu luôn các bạn. Khi dưới cầu không bay được. Và khi trời mưa hoặc là trời trên khoảng 40 độ thì không bay được. Và khi dưới cầu hoặc là quăng những ảnh xung quanh, khi chúng ta thổi một luồng lửa vào trong lòng khí cầu thì sẽ làm hơn 2.000 mét khối khí bên trong lòng khí cầu hóa nhiệt và nhiệt độ và tỉ trọng khoảng chừng 2/3 tỉ trọng bên ngoài thôi. Cho nên khí cầu ôm cái khối khí nóng và nhẹ đó sẽ bay lên, giống như chúng ta thả ngọc dầu vào trong môi trường nước thì ngọc dầu sẽ nổi lên, và đây là khí cầu nổi lên trên môi trường không khí lạnh bên ngoài, thưa quý vị. Và theo chương trình chúng tôi thì bây giờ do gió đang nổi lên. Anh cho em hỏi về câu anh, mình là khách du lịch đó anh. Đúng rồi. À, anh không được ở đâu anh? Chúng tôi đều ở lại trên sân. Đó. Và khi cầu không nốt anh, không nốt Cần Thơ hả? Đúng rồi. Đúng không? Và chúng ta hãy chờ. Và mình đến đây là nào anh? Gió êm. Tới lúc 7 giờ sáng anh. À, dạ, 7 giờ sáng. Rồi anh thấy rồi sáng tới giờ là lúc sáng có đông giống như vậy không anh? Từ sáng giờ lúc nào thấy cũng đông nha anh. Và đến chiều nay vào lúc 10 giờ. Rồi sáng anh thấy kinh đi còn đây chưa anh? Chưa. Tại vì do những đầy gió nên chưa có bay được. À, khu vực là gió ha. Gió thế thì chúng ta có thể. À, mình đoàn mình đi đâu không anh? Mình đi gia đình à, ngoài ra chúng tôi còn có đồng quản đi cầu bên phía trái để rồi khi nào mình về anh? Giờ đây thì chiều á đó, cho nên là không còn chiều. Có nghĩa là mình xem hết chương trình biểu diễn rồi mới về ha. Rồi anh, đúng rồi. Chứ mà đổ bộ tới đây mà không xem thì cũng ấy đủ. Đúng rồi. Kính mời, trân trọng kính mời. Rồi cũng xin chúc anh và gia đình đi luôn vui vẻ nha. Rồi, ok, cảm ơn. Đi nói đăng kính cầu. Đi nói cho bạn ơi, đi nói cho bạn ơi. Quán trường thấy cuối cùng. Wow, bị hết bay nè. Chúng ta đang kính cầu được tổ chức vào 19 giờ tối nay tại quán trường Thái Quốc Hùng. Thưa quý vị, theo thời tiết chúng tôi biết được thì là trong tuần này không có lúc gió rất êm, giống như hôm qua chúng ta đã bay được mấy tiếng hồ buổi sáng rất là tốt, nhưng hôm nay thì trời gió. Nhưng mà chúng tôi hy vọng đây cũng là cơ hội cho những chiếc ảnh gia chiều nay hoặc là ngày mai hoặc là những ngày tới thì kính cầu có thể bay được. Và chính vì điều đó nên là chúng tôi đã
kéo dài thời gian phục vụ cho hết vòng 4. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ bay kinh cầu cho hết vòng 4 tại sân Tà Bà này. Trân trọng kính mời quý vị tham dự. Đi vào lòng kinh kế cầu. Em cho anh hỏi một vài câu em. Dạ. Mình là khách du lịch đó em. Dạ. À, hồi em đi đến chỗ này là em xem kinh khí cầu biểu diễn thì em thấy cảm giác như thế nào? Dạ, em thấy vui tại vì tò mò từ xa tới. À vậy ha. Ờ. Dạ. À, em thấy trong này mát không? Dạ không nha anh. Rất là nóng. Thật sự là không mát các bạn. Nóng lắm luôn. Ở trong cái kinh khí cầu rất là lớn mà sáng giờ em có thấy kinh khí cầu nào bay chưa? Dạ chưa, em mới tới. À vậy ha. Ok. Cảm ơn em nha, chúc em đi vui vẻ nha. Rồi ok. À, những cái này thì nó gịch các bạn. Người ta tháo ra. Người tháo à? Mấy người kia tháo ra nè. Tháo ra chi trời? Phải tháo ra nó mới thoát thôi. Phải vậy. Đi anh ơi, đi đường kia không đi. Đi đường trước đó anh ơi. Hỏi về cái nó khóc thôi. Đúng rồi, nó đâu có phòng cái này đâu. Cái kinh khí cầu này là bao lớn chú? Có biết đâu. Thì dạ. Thôi vô ra lên. Ủa anh, cái này mình ship vô rồi hả anh? Hả? Cái này là mình ship vô rồi hả anh? Ship vô gì anh? Cái này mình ship cắt rồi hả? Ờ à, đúng rồi ạ. Rồi bắt đầu mình ship từng cái dây vào. À, một cái kinh khí cầu như vậy thì cái giá trị của nó là khoảng bao nhiêu tiền anh? À cái đấy thì bên liên đoàn cấp cho tụi em, liên đoàn thể thao không Việt Nam cấp tụi em. Ủa anh, em nghe nói là có cho du khách đi lên kinh khí cầu nó một vé vậy là có không anh? Dạ có đây nè, nhưng mà hiện tại đang rõ vé nè, không có thể bay được, không thể bay được. Một vé vậy là bao nhiêu tiền anh? Người lớn hình như là nếu mà theo như ban tổ chức ở đây ấy là 200 và người em bé là 100, người dân thì nhỏ là 100. Đây hả? Ờ, bây giờ mấy anh đang hỏi này làm gì anh? À, mình sẽ rất thiện lấy đẩy đầu lên rồi bay cho mọi người chờ quan tâm mình. À, là từ nãy là cho vé lên nào nó có một đầu mình nghe xuống. À, bây giờ tăng hết đó rồi mình sẽ tiếp tục phục vụ mọi người. Cái kinh khí cầu này là cái nhỏ này là chỉ là để phô phỏng cho mọi người xem thôi gì anh? À còn cái đi là cái nào anh? Cái đi là cái lớn hồi nãy hả? À vậy ha. Khủng khiếp. Rồi bắt đầu kinh khí cầu bay lên rồi các bạn. Cái này cái gì của nó mà nó giúp bay lên được anh? À, nóng cho thổi lên ha. Cái này bay phụ thuộc vào gió nữa ha. À, yeah. Hello. Sao mình thấy ở đây là có đội màu đen màu xanh là sao anh?
Dạ, kiểu như là đội ghim này là đội mới để vô phụ vua, còn bên kia mới là chính là bên kia thâm niên rồi đó ha. Dạ. YouTube. Dạ, YouTube với là bên cái công ty truyền thông này. Ok. Cái gimbal đang mua nhiều. Cái này chạy bằng ga dầu anh nay chạy bằng ga hả? Hả? Quá khứ nóng rồi các bạn ơi. Thổi nhưng mà không có bị cái sau cái giải ha. Ê cái này sụp rồi. Gió thổi quá rồi cũng không được nha các bạn. Ê coi coi coi. Thấy công chuyện rồi, thấy công chuyện rồi. Không sống rồi, không sống rồi. Bay luôn rồi, bay luôn rồi. Gió quá, cái này là ảnh hưởng do gió nha các bạn. Hai anh phải rất là cực khổ nè. Lên không anh? Anh thấy cái đệ nó tròn hơn, nó khè lửa được. Đó, thấy không? Khè là nó bay lên.
chị có vô trong đó chưa? Vô trong đó mình chụp hình luôn đi. Dạ đúng rồi, trong đó mình chụp hình được luôn á. Người ta làm mô hình để mà mình khinh khí cầu á, nó bự ở trong như thế nào á. À, anh chị vô trong đó đi. Đẹp luôn, cũng đẹp lắm. Quá khứ rồi anh ơi. Đây là một người điều khiển nha các bạn. Quá thế. Anh có biết là ban tổ chức của cái này ở đâu không? Ở bên này nè. Hơi cực nha các bạn. Đi. Cũng vì đam mê. Cực nha các bạn. Ô, thành công. Quá tuyệt vời anh ơi. Hay quá. Sức bằng ron hả? Cái khinh khí cầu là chở người ta đi. Gách luôn rồi, cháy luôn rồi kìa. Mình giá được không anh? Hả anh, cái này mình giá được không? Được ha. À, cái chất liệu vải của nó là làm bằng cái gì anh? Em chưa biết mà mềm dù quá anh. À. Ai đắng ngoài kia vậy? Tôi nghe không rõ các bạn. Cũng lộ rồi. Tai nạn. Tai nạn chương trình gọi là không thể nào mà tránh khỏi về những cái phòng cháy của như thế này. Bây giờ thời tiết gió các bạn. Bây giờ thời tiết gió. Quá đẹp. Thank you.
các bạn coi kia đi. Alo. Đâu có nhà đâu, đâu có nhà đâu. Em không có nhà. Đây các bạn, thì một cái khinh khí cầu đang chuẩn bị tung cái bầu trời nữa đây. Đang thổi gió và cũng như hơi lửa thì kia vô đó các bạn. Đây thì rất là nhiều cái khinh khí cầu. Wow, siêu to khổng lồ luôn. Đó các bạn ơi, mặc dù là nắng thì nắng nhưng mà hàng loạt người đã đổ về đây khá là nhiều. Không quản chi là nắng nha. Hàng ngàn hàng triệu ơi, trở về đây trên lộ bạn thấy không, nghẹt kín người luôn. Ở phía trên diễn đàn nó gàn nhóc luôn. Ở bên này đóng luôn, bên này nhiều luôn. Nói chung là quá sáng nhiều luôn. Xe đậu là bích chỗ hết trơn hết trọi luôn. Lễ hội khinh khí cầu ở Chi Tô năm 2022 chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó các bạn. Em hỏi một vài câu nha anh, em nghe nói là cái khinh khí cầu này của mình á là được tổ chức và cũng như cho người dân đi du lịch ở trên khinh khí cầu này có không anh? Có vấn đề cho nhưng hôm nay vẫn chở khách, tại vì sáng nay nó bị thời tiết à. Yeah. Gió mạnh quá không bay được, đúng là chương trình là sáng nay chở khách. Yeah. Như sáng hôm qua thì chở khách mà bay rất là đẹp. Hôm qua có chở rồi ha anh? Hôm qua có chở. Bay từ 7 giờ tới 9 rưỡi mà. Dạ. Bay như vậy bao nhiêu tiền anh? Cái này không biết do bên ban tổ chức. À. Mình chỉ biết là biết chở thôi. Dạ. Có cái đoạn của mình là ở đâu anh? Đoạn này là ở Sài Gòn. À, Sài Gòn.
còn mấy anh em thi công á là ở dưới Gia Kiệm, Đồng Nai, Thống Nhất rồi. À, thi công này cũng phải chắc đường đào tạo bài bản qua trường lớp hết anh ha. Đúng rồi, hồi trước học là học ở bên Thái Lan. À vậy ha. Ừ. Vậy là cái bộ môn là bên nước ngoài du nhập về Việt Nam. Rồi, du nhập về Việt Nam. À vậy ha. Thi công này là của công ty Chiến Thắng. À. Còn cái thi công như vậy là khoảng bao nhiêu tiền anh, nó đắt vô không anh? Nó khoảng chừng hơn 1 tỷ. Wow. Đấy, ờ. Dữ vậy ha. Các bạn cũng như toàn thể quý vị đã nghe anh chia sẻ khoảng 1 tỷ quá là tính cái cầu chơi người đó anh ha, chơi người á. Thôi rồi, còn ví dụ mấy cái mình chơi vậy là khoảng bao nhiêu anh? Cái này thì là mà mới là anh không biết, anh không thuộc về bên đó, anh chỉ thuộc về mấy à, có nghĩa là người nào thì bên nào thôi đó ha. Ừ. À. Một cái khinh khí cầu thì chở được bao nhiêu người anh? Nó chở từ 6 người. À, là bay từ đâu tới đâu như thế nào anh? Sao anh? Cái lịch trình đó. Khinh khí cầu này á, là nó bay tự do. À vậy hả? Là nó bay theo hướng gió. Dạ. Nó bay theo hướng gió là gió thổi đi đâu đi đấy. À dạ. Rồi ví dụ mình muốn hạ xuống là như thế nào anh? Là có cổ đáp hạ hả? Có, chẳng hạn như là mình bay là khi mình bay mình nhìn ở trên á. Dạ. Trên cao mình nhìn xa được, mà chỗ nào mà đáp được thì mình đáp. À. Đáp được thì mình cứ bay. Dạ. Mỗi khinh cầu như bao nhiêu phi công được biển anh? Một là mỗi một quả là một phi công. À vậy ha, một quả là một phi công. Em thấy hình như là các bạn đã chia sẻ là bằng ga anh sử dụng đó, nguyên liệu sử dụng bằng ga. Dạ. Cái này mình ra bằng tre mây ha. À, bằng mây. À. Quá các anh cũng gọi là hết sức là nhiệt tình, cũng như trong cái kỳ nghỉ này đó, chúc cho các anh cũng như đoàn của chúng ta thành công tốt đẹp và luôn vui vẻ nha. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn anh nha đã chia sẻ. Rồi đây các bạn, 6 người, 2 bình ga lớn là ha ta, 2 bình ga lớn, 3 bình luôn hả? À đó bình nữa kìa, bạn đúng phức rồi. Các em là cũng mới tập hay gì hay là sao? À, mình tập cái này có tốn tiền gì không em? Dạ không, này em đi theo đoàn trường. À, là cứ như người ta dạy là miễn phí ha. Hỗ trợ cho các anh ha, sau này cũng học từ từ luôn. À. Quá. Wow. Hai ngày em ở đây ở đâu? Dạ không, em ở Kiên Giang. Anh ơi. Kinh B này. Ở Kinh B hả? À? Ồ, cùng quê quá. Em ở Tám Vàng. À. Dạ. Bên Campuchia luôn bạn. Chúc mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9 trong chương trình lễ hội Kinh Khí Cầu. Ngày 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.